Chào mừng quý vị và các bạn đến với video hôm nay, nơi chúng tôi sẽ đàm phán về một căn nhà cho thuê đặc biệt, với diện tích rộng lớn 10x20, xây dựng trên một căn bản ấn tượng với một trệt và hai lầu. Nhà này không chỉ là nơi ở, mà còn là biểu tượng của lối sống đương đại và tương lai. Điểm đặc biệt đầu tiên mà chúng ta nên nhấn mạnh là không gian rộng lớn, với diện tích 10x20, sự kết hợp tinh tế giữa không gian nội thất và ngoại thất đã tạo ra một ngôi nhà ấn tượng và sang trọng, mang lại cơ hội không gian không giới hạn để bạn tận hưởng và sáng tạo. Có thể bạn muốn thiết lập một sân vườn xanh mát hoặc tận dụng không gian cho các sự kiện, đều có thể thực hiện được tại đây. Nhà được xây dựng trên một cơ sở vững chắc, với một trệt và hai lầu, tạo nên không gian sống phong cách và thoải mái. Đặc biệt, với 5 phòng ngủ, bạn có đủ không gian để chia sẻ với gia đình và bạn bè, hoặc có thể sử dụng những phòng thêm thành phòng làm việc, phòng riêng cá nhân hoặc bất cứ điều gì phản ánh sự sáng tạo của bạn. Khu đô thị Jaeger nổi tiếng với việc kết hợp giữa thiên nhiên và tiện ích hiện đại. Bạn sẽ không chỉ được sống trong một căn nhà lý tưởng, mà còn tận hưởng những tiện nghi như công viên, trường học và cơ sở hạ tầng đẳng cấp. Nếu bạn đang tìm kiếm một không gian sống đẳng cấp, thoải mái và thuận tiện, thì đây chính là lựa chọn tuyệt vời. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm chi tiết và đặt lịch xem nhà. Đừng bỏ lỡ cơ hội này để sở hữu một ngôi nhà tuyệt vời tại khu đô thị Jaeger. Chúng tôi chắc chắn rằng căn nhà này sẽ làm bạn say đắm từ cái nhìn đầu tiên. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.